Xin chào quý khách, hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng quản lý nhóm hàng hóa trong phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành phiên bản 2012. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta vào cái phần quản lý kho, danh mục, rồi nhóm hàng hóa. Thì đây là cái màn hình chính để chúng ta quản lý các nhóm hàng hóa. Thì để tôi xin giải thích thêm ý nghĩa của cái chức năng quản lý nhóm hàng hóa này là ví dụ như mỗi một cái mặt hàng á, chúng ta có nhiều cái loại khác nhau. Ví dụ như chúng ta có cái màn hình, cái nhóm hàng hóa là màn hình đi. Thì trong cái màn hình chúng ta có nhiều loại cái màn hình. Ví dụ như màn hình thường, màn hình cao cấp, hoặc là màn hình dành cho điện thoại, hoặc là màn hình dành cho máy tính bảng vân vân. Hoặc là pin thì chúng ta cũng có nhiều cái loại pin. Ví dụ như pin cho điện thoại, pin cho máy tính, vân vân. Thì để cho dễ quản lý thì thường là chúng ta sẽ tạo ra một cái nhóm hàng hóa để chúng ta quản lý cái đó. Thì ví dụ như tất cả các loại pin thì chúng ta đưa vào một cái nhóm là nhóm pin. Còn tất cả các màn hình thì chúng ta đưa vào một cái nhóm như là nhóm màn hình. Thì để thêm mới một cái nhóm hàng hóa này chúng ta bấm vào cái nút thêm mới này. Thì chúng ta nhập vào tên của cái nhóm hàng hóa. Ví dụ như là màn hình. Rồi chúng ta bấm nút lưu và đóng hoặc nút lưu và thêm mới. Thì khi mà chúng ta bấm nút lưu và thêm mới này á, thì phần mềm sẽ lưu cái thông tin này lại. Đồng thời là sẽ tự động xóa các dữ liệu trong các ô nhập liệu này để chúng ta nhập tiếp một cái thông tin mới cho nó nhanh. Giả sử như chúng ta nhập tiếp một cái nhóm nữa là nhóm pin đi. Pin máy tính. Rồi. Hoặc là pin điện thoại. Rồi một cái nhóm nữa là giả sử như CPU đi. Rồi. Thì đây là các thông tin chúng ta vừa nhập vào. Để xem chi tiết của cái thông tin mà chúng ta vừa nhập vào thì chúng ta bấm vào cái dòng mà chúng ta muốn xem. Giả sử chúng ta bấm vào đây. Thì đây là cái thông tin chúng ta vừa nhập vào. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn chỉnh sửa lại cái thông tin này á, thì chúng ta bấm vào cái nút cập nhật này. Đó, thì phần mềm sẽ mở ra cái màn hình để chúng ta cập nhật cái thông tin lại. Sau khi cập nhật xong thì chúng ta bấm nút lưu và đóng này để chúng ta lưu cái thông tin chúng ta vừa nhập liệu lại. Hoặc là chúng ta có thể là bấm vào cái hình, cái biểu tượng hình cái cây viết này. Đó, để chúng ta chỉnh sửa lại cái thông tin cũng vẫn được. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.